Mở X10, dùng 5 vé và 1.125 kim cương. Xin tổ độ cho con ạ, xin tổ nghề độ cho con với ạ. Xin tổ nghề độ cho con với ạ. Tốn hơn gần 10.000 kim cương rồi. Tổ nghề ơi. 10 seconds later. Ôi. À, đau thật quá. À. Hello, what's up? Xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Và có lẽ rằng không cần phải nói quá nhiều với anh em, bởi vì ngày hôm nay, theo như thông tin mà Mỡ nhận được thì có lẽ rằng anh em đều đã biết, vào lúc 3 giờ chiều nay, sự kiện hợp tác giữa Mobile Legends và Hello Kitty. Đấy là cái tên gọi quen thuộc. Còn nếu như mà anh em nào mà muốn có được cho mình một cái tên gọi nó chính thống hơn thì đó là sự kiện hợp tác giữa Mobile Legends và Sanrio Character đã chính thức được cho ra mắt với 4 trang phục thuộc về những cái vị tướng, đó là Angela này, đó là hàng Nga này, đó là Florin, kèm theo đó là Claude. Được chưa ạ? Và để sở hữu cho mình 4 cái trang phục này, chúng ta sẽ cần phải bỏ ra một cái khoản kim cương để tham dự vào sự kiện Sanrio Character này. Thế thì ngày hôm nay, video clip này Mỡ sẽ gọi là mang đến cho anh em, đó chính là cái review của Mỡ thử xem để mở ra được một trong những cái trang phục, hoặc thậm chí là cả 4 trang phục ở trong cái ngày đầu ra mắt của sự kiện lần này sẽ là tốn bao nhiêu, và những cái mẹo mà anh em cần biết khi mà tham dự sự kiện này, đúng không ạ? Và giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào quay luôn, không mất quá nhiều thời gian của anh em đâu anh em ạ. Let's get it. Rồi, và như anh em đang nhìn thấy ở đây, đây chính là màn hình in-game của tựa game Mobile Legends này. Và Mỡ cũng đã chuẩn bị một cái lượng kim cương, chính xác đây là tài khoản của bạn Đức có tài trợ cho Mỡ để mà Mỡ review cho anh em cái sự kiện lần này. Thì cái số lượng kim cương mà chúng ta có ở đây nó rơi vào khoảng 18.488 kim cương, nó rơi vào khoảng độ tầm 18.500 kim cương anh em ạ. Và để mà tham dự sự kiện Sanrio Character, chúng ta sẽ cùng nhìn lên góc trên bên trái để mà chúng ta sẽ cùng đến với cái mặt của con Hello Kitty anh em đang nhìn này. Đây này anh em này, anh em thấy phía bên kia không? Đó, anh em click vào. Rồi, từ từ anh em, không phải là các ông được skin đâu. Đây này anh em này, đây là cái bài nhạc quen thuộc ở trong cái Sanrio Character này rồi. Ông nào mà kiểu thích Sanrio Character thì ông ấy sẽ thấy cái điều quen thuộc này thôi. Rồi, thì ở trong cái giao diện này anh em cần phải chú ý đến những cái điều như sau. Thứ nhất, anh em nào còn đang thắc mắc về sự kiện lần này, hãy ấn vào cái phần dấu chấm hỏi. Anh em thấy cái con chuột của ông trên này này. Đó, thì khi mà anh em click vào đây, nó sẽ có mô tả về cái sự kiện lần này. Thì anh em hoàn toàn có thể gọi là pause cái video clip này lại để mà anh em đọc. Còn thì Mỡ nghĩ rằng là nếu như mà anh em nào mà muốn giống như Mỡ ấy, thì chúng ta sẽ chỉ cần quan tâm đến những cái xác suất anh em ạ. Đấy, ví dụ như là ở cái số 9 ấy, là xác suất chúng ta mở ra được thẳng skin hợp tác với nhân vật Sanrio ở đây, tức là 4 skin ấy, nó sẽ rơi vào 0.0034%. Skin Epic sẽ là 4.11%, Skin Special 3%, Elite 10%, Skin Thường 21%, Cảm Xúc Trận Đấu 15% và Khác ở đây là 46-47%. Các skin Giáng sinh, Christmas và Collector đều được coi là skin quy về skin Epic Game anh em ạ. Rồi, thì anh em lưu ý rằng ấy, ở trong cái sự kiện lần này, anh em sẽ có thể mở được những cái phần thưởng như sau này. Anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Angela tơ kết đồng tâm, Claude dân chơi táo bạo, Florin sóng bức tung tăng và họa sĩ mộng mơ hàng Nga. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có thể nhận được skin Giáng sinh, skin Collector của Giáng sinh, kèm theo đó là Verlier. Tiếp đến sẽ là một loạt những cái skin epic tương đối hiếm, đó chính là của Estes hàng Nga, Grog, skin biệt đội Saber, tường thép, trọng pháo, rồi skin viễn tây, đồ các thứ các kiểu. Chúng ta sẽ có rất nhiều những cái trang phục ở trong cái kho phần thưởng lần này. Đó. Nhưng mà anh em nên nhớ rằng ý, cái khoản chi phí để mà anh em có thể gọi là có được cho mình những cái skin của đến từ 4 cái vị tướng ở trong cái sự kiện Sanrio Character này này, nó sẽ còn tùy thuộc vào cái tài khoản của anh em. Anh em nhớ nha, thì anh em sẽ càng tốn ít kim cương nhất có thể để mà có được cho mình 4 cái skin xịn sò này. Anh em hiểu không ạ? Đó. Bởi vì chúng ta có thể nhìn vào kho phần thưởng đúng không? Thì như anh em có thể nhìn thấy là hầu như những cái skin nào của Mỡ đều đã có, đều đã có rồi. Thì khi mà những cái skin này anh em mở ra nếu có trùng ý, thì nó sẽ quy đổi hết thành cái xu may mắn. Skin trùng lập nhận được từ sự kiện máy bán hàng sẽ được đổi thành xu may mắn, dùng để đổi lấy vé bán hàng qua nút heo đất trong trang sự kiện. Đấy, thì cái nút quy đổi này thì anh em click vào phần heo đất đây này, anh em thấy không, skin trùng lập sẽ quy đổi thành xu may mắn dùng để đổi lấy vé máy bán hàng. Thì anh em có thể đổi một cái vé này thì có thể mở thưởng trong sự kiện máy bán hàng mơ ước. Đấy, cái vé đấy thì khi mà anh em có ấy,
thì anh em sẽ hoàn toàn có thể đây đây để mở kèo cái này. Đây nó sẽ như này. Đấy anh em thấy không ạ? Thì khi mà anh em gọi là có những cái vé đấy thì nó sẽ thay thế bằng những cái kim cương bên dưới này này. Và ở trong cái sự kiện này anh em cần phải lưu ý thêm một điều nữa, đó chính là cái sự kiện này anh em sẽ mở được sau 10 lần sẽ nhận được một nhân vật sau 10 lần mở Sario character. Anh em thấy cái nút ở bên dưới này không ạ? Thì cái nút này theo như mỡ hiểu là như vậy. Và cái sự kiện này nó không khác gì sự kiện của King of the Fighter mà Moontoon đã hợp tác trước đây. Đó chính là chúng ta vẫn sẽ phải hoàn thành xong vòng quay bingo. Thì như anh em đang nhìn thấy, đây chính là cái vòng quay bingo có được từ cái sự kiện Sario character này, với mô tả như ở dưới đây: hoàn thành một hàng cột đường chéo để nhận một skin tối thiểu phẩm chất epic chưa có. Và đó là những cái gì mà anh em cần phải quan tâm ở trong cái sự kiện lần này. Rồi, thì bây giờ mình sẽ mở. Sự kiện này chỉ cho phép anh em tiêu kim cương mà thôi. Đó, ok. Thì anh em có thể gọi là ở đây nó sẽ có những cái phần thưởng bên lề. Ví dụ như là anh em ấn vào cái nút tiến trình bên trên này, nó sẽ có, đó là những cái phần thưởng, anh em thấy không ạ? Lọ phép thuật này, rồi thì gói chọn cảm xúc nhân vật có nha. Cái gói chọn cảm xúc nhân vật là một trong những phần thưởng mà nếu như mà anh em nào mà muốn có được trải nghiệm toàn vẹn ý, thì anh em có thể mở ra, đúng không ạ? Tiếp đến là cái mở để nhận được sơn graffiti, sơn ra đất đi anh em, cái này là sơn ra đất đó. Và tiếp đến là cái hiệu ứng biến về, nhận thông qua sự kiện Mobile Legends và nhân vật Sanrio đó. Ok, rồi bây giờ mở sẽ thử mở cho anh em xem nha. Mở lần đầu sẽ là x10, giảm 50% lần đầu tiên mở. Một lần mở của nó tốn đến 2250 kim cương, tương ứng với 1 triệu Việt Nam đồng anh em ạ. Và mỡ hy vọng rằng là với 18.488 kim cương thì mỡ sẽ có thể đủ kim cương để mà có thể review cho anh em. Mở này, chơi. Chơi. Xuôi. Ồ. Như vậy là sóng bức tung tăng Florin sẽ là cái skin đầu tiên mà mỡ nhận được ở trong cái sự kiện lần này. Xác nhận cái anh em ạ. Rồi và trong cái sự kiện lần này như anh em có thể đang thấy đúng không ạ? Mỡ sau khi mở xong ý, là mỡ sẽ có được một phần, một lần bingo. Rồi mỡ bắt đầu số 3. Đấy, sự kiện lần này là mỡ mở ra được cuồng chiến sĩ Outlet, tiến sĩ hơi nước Kimi, cảm xúc, kèm theo đó là kẹo thân thiết. Đấy, kẹo thân thiết này là cái sự kiện để mà có thể gọi là tiết kiệm được cái skin ở trong đợt này hay sao anh em ạ. Đây là gói cảm xúc suýt thì được. Và Florin, xác nhận này. Rồi, trong tiến trình là cũng đã tiến được gọi là 10 lần đầu anh em này. Đây là hiệu ứng biến về thử, thử hiệu ứng biến về, công viên kỳ diệu. Rồi ok, tiếp anh em nha. 10 lần nữa này. Lần này xài kim cương thật anh em ạ. 2250 kim cương. Chơi. Nào, hy vọng. Hy vọng ra số 5. Số 5. 5. Ôi sổ ôi. Cũng hên xui lắm anh em ạ. Rồi xác nhận nha. Ồ, như vậy là mỡ đã mở. Không, mỡ không mở được cái skin Sanrio character nào ở trong cái sự kiện lần này cả, mà chỉ nhận được gói thử nhân vật, thử sơn. Thử sơn mà thôi. Và nhận được Saber, nhận được Luigi, nhận được Kagura, nhận được Châu, nhận được cỗ máy pinball. Tiếp này anh em này. Anh em này, nhớ nha, hãy nhớ là cái con heo đất này chúng ta được đổi này. Đổi lấy 3 phải anh em này. Mà cái này từ từ tích nhiều nhiều chúng ta sẽ đổi sau anh em nha. Nhận tiến trình này. Ok, mở. Wow, sự kiện lần này là một trong những cái sự kiện rất đắt đỏ anh em ạ. Ồ. Ồ. Cái pattern này nó sẽ là như thế nào đây ta? Hàng Nga. Ồ, xác nhận này. Heo đất này, mỡ sẽ dùng anh em nha. Đổi này. Đó, thì khi mà đổi xong anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Anh em có thể nhìn thấy đúng không? Cái vé bên dưới là có thể được dùng này anh em này, anh em thấy không? Rồi mà mỡ sẽ kích vào vé nha. Dùng 4 vé bán hàng và 1.305 kim cương để mở. Mở. Ồ. Wow. Wow.
cái sự kiện lần này Mỡ nghĩ rằng đây sẽ là một trong những cái sự kiện mà anh em cần phải cân nhắc đến việc có được trong mình, đó là cái bộ 4 skin này anh em ạ. Sang nhận tiếp nha. Mỡ nhận được người máy 36 Roger, tay bass cuồng loạn, lưỡi đao bất khuất, tử đằng bá tước, vệ binh vực thẳm, 1, 2, 3, 4, 5, 6 skin. Xác nhận. Mở tiếp này, mở 10 lần anh em. Như vậy là Mỡ đã đi được hơn nửa chặng đường của mình rồi. Ồ, không có thêm một cái skin nào đến từ... Ôi... Tiến trình, nhận cái nào? Nhận này. Gói cảm xúc à? Mở thử xem nào ra gì nào. Ồ, chọn một cảm xúc đúng không? Mỡ sẽ chọn cái yêu lắm cơ à? Mỡ chọn cái này anh em ạ. Đến đây xem nào. Của con Pon Pon, của con đi cùng với con Claude tiếp ạ. Mở X10. Dùng 5 váy và 1125 kim cương. Xin tổ độ cho con ạ. Xin tổ nghề độ cho con với ạ. Xin tổ nghề độ cho con với ạ. Tốn hơn gần 10.000 kim cương rồi. Tổ nghề ơi. Tổ nghề ơi. À, heo đất. Đổi lấy 4 vé và mở X10. Tiết kiệm được khoảng hơn gần 1.000 kim cương. Wow. Nhận được cái gì đây? New này anh em này. Cái nào cũng được. Bây giờ đến thời điểm hiện tại là cái nào cũng được. Ồ, khoan, từ từ anh em, xem hiệu ứng xong đã. Đây là Pon Pon Purin của hàng Nga. Giảm 40%. Xác nhận. Như vậy là để mở ra được hai cái skin ở trong sự kiện này, đó là Florin và hàng Nga, Mỡ đã phải tốn lên đến con số là 12.000 kim cương rồi. Và bây giờ nếu như quay thì cơ hội để mà Mỡ có được cái skin chắc chắn sẽ là không đủ. Anh em hiểu không ạ? Wow. Nhưng mà Mỡ vẫn sẽ cố gắng để Mỡ mở thêm đến cho anh em, bởi vì Mỡ muốn gọi là để thử xem cái sự kiện lần này tốn hết bao nhiêu. Và nếu mà không đủ thì khả năng cao sẽ có phần 2 cái video clip này Mỡ sẽ mang đến cho anh em sau nha. Wow. Tiếp này anh em này. Wow. Ồ, 9. Ồ, bây giờ những cái lần mở tiếp theo của Mỡ nó sẽ được giảm 40% anh em ạ. Nhưng mà nó vẫn sẽ khá là chua anh em ạ, nó sẽ khá là chua. Đó, tức là từ lần mở thứ 2 để lấy skin đi thì nó sẽ được giảm giá tương đối nhiều. Đấy. Hằng Nga. Wow. Ôi, sự kiện lần này chua lắm anh em ạ. Sự kiện lần này rất chua anh em ạ. Ồ, như vậy là lại phải mất thêm 2.000 kim cương nữa này. 3 bingo. Heo đất. Mở. Ồ. Và như vậy là Mỡ đã xài hết cho mình 20.000 kim cương. Nhưng đây là lần đầu tiên trong vòng 2 năm Mỡ tham dự sự kiện này, kể cả đấy là sự kiện bingo KOF, mà Mỡ không thể nào có đủ được cả 4 skin anh em ạ. Vậy thì tức là điều mà chúng ta cần phải quan tâm đến ở đây đó là gì? Đó là với 18.000 kim cương, với 19.000 kim cương thì anh em sẽ có thể nhận được, đó chính là
hai skin mà thôi. Đó chính là skin của Florin sóng bước tung tăng và của hàng Nga họa sĩ mộng mơ, hoặc là hai cái skin Angela và Claude, anh em hiểu không ạ? Nhưng mà để mà nhận được đủ cả bốn skin này thì mỡ nghĩ rằng anh em sẽ cần phải chuẩn bị lên đến con số là khoảng độ tầm 40.000 kim cương, hoặc khoảng đó, hoặc thậm chí là nhiều hơn để mà có được cho mình cái sự kiện lần này. Thì đây là một cái sự kiện rất là đau thật đến từ Moon Tool. Và mỡ nghĩ rằng là mỡ sẽ đành phải hẹn gặp lại anh em ở phần 2 vậy. Bởi vì mỡ nghĩ rằng là như vậy là mỡ sẽ không còn một cái phần thưởng gì ở nữa đâu anh em. Cái này đổi thưởng là đổi lấy cái gì anh em? Đổi lấy khung thôi. Nó chỉ đổi lấy khung mà thôi. Đấy. Thì bây giờ nếu như anh em muốn tham dự sự kiện lần này để mà có được cho mình đó là một cái phần thưởng trọn gói, thì cái điều mà mỡ nghĩ rằng anh em cần ở đây sẽ làm cần một cái số lượng kim cương rất là nhiều. Anh em hiểu không ạ? Còn nếu như mà anh em đã xác định rồi là anh em muốn có được những cái skin đến từ trong cái sự kiện lần này mà muốn có hết ý, thì mỡ nghĩ rằng anh em nên tham dự đến những cái ngày cuối của sự kiện mới có. Chứ như anh em có thể nhìn thấy mỡ trải nghiệm đúng không ạ? Một cái khoản kim cương quá lớn. Và có lẽ rằng mỡ nghĩ là mỡ sẽ hẹn gặp lại anh em ở một cái video clip khác đó, để mà mang đến cho anh em đó là những cái nhân vật còn lại ở cái sự kiện Sanrio Character lần này. Chứ còn hôm nay là tôi vừa mới xài đâu đó nó rơi khoảng độ tầm 8 triệu ném qua cửa sổ luôn rồi. Nhưng mà nói là ném qua cửa sổ như thế chứ anh em đã nhận được rất nhiều phần thưởng anh em nha. Đó chính là Florin sóng bước tung tăng, hàng Nga họa sĩ mộng mơ, kèm theo đó là rất nhiều những cái skin epic, kèm theo đó là skin Elite Special anh em có được ở trong cái 7 phần thưởng này. Chẳng qua là mỡ đã có rồi cho nên là nó quy đổi thành cái váy mà thôi. Đó, thì không biết là quan điểm của anh em như thế nào sau khi xem hết cái video clip này, thì anh em đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh anh em nha. Peace.